chăm uống sáu loại nước này thay cà phê, tỉnh táo tức thì mà không hủy hoại gan thận. Kính chào các khán thính giả đã quay trở lại với chuyên mục sức khỏe tuổi già trên kênh Chuyện Nhân Quả. Trong nhịp sống hiện đại, cà phê đã trở thành người bạn đồng hành quen thuộc của không ít cô bác đúng không, đặc biệt là đối với những ai cần sự tỉnh táo để bắt đầu một ngày mới. Tuy nhiên, chắc các bạn cũng biết rằng, việc làm dụng thức uống này có thể mang lại nhiều tác hại hơn là lợi ích, đặc biệt là khi tuổi tác đã cao các chuyên gia đã khuyến cáo rằng khi bước qua tuổi 60, chúng ta không nên uống quá 28 tách cà phê mỗi tuần tương đương với 4 tách cà phê mỗi ngày. Khi vượt quá giới hạn này có thể không chỉ gây ra những tác dụng phụ như căng thẳng, lo lắng mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến các chức năng của gan và thận, từ đó làm suy giảm tuổi thọ. Các bạn có biết rằng, chỉ với 30ml cà phê thôi, chúng ta đã nạp vào cơ thể 95mg cà phê in. Và nếu uống hơn 4 tách cà phê một ngày, tức là các bạn đã tiêu thụ đến 500mg cà phê in một con số vô cùng đáng báo động. Đối với đa số cô bác cao tuổi, cà phê có thể là thói quen khó bỏ, nhưng để bảo vệ sức khỏe, chúng ta cần chủ động hạn chế và duy trì ở mức vừa phải. Thay vì dùng cà phê để tỉnh táo, các bạn có thể chọn những loại thức uống lành mạnh khác, vừa giúp cơ thể khỏe mạnh, vừa không gây hại cho gan, thận. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 6 loại nước uống tuyệt vời có thể thay thế cà phê. Những thức uống này không chỉ giúp các bạn tỉnh táo mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là bảo vệ các cơ quan quan trọng như gan và thận. Hãy cùng khám phá ngay nhé! 6 loại đồ uống giúp tỉnh táo tức thì thay thế cà phê 1. Trà mát cha Khi nhắc đến trà mát cha, chắc hẳn nhiều người đã quen thuộc với hương vị thơm ngon và màu xanh mướt mắt của loại thức uống này. Nhưng ít ai biết rằng, trà mát cha không chỉ đơn giản là một loại trà xanh thông thường. Được tạo ra từ những lá trà tươi, trồng dưới những mái che đặc biệt để tránh ánh nắng mặt trời, trà mát cha chứa đựng trong mình một kho tàng dinh dưỡng vô cùng quý giá. Trà mát cha là dạng bột mịn từ lá trà, không chỉ giàu chất diệp lục mà còn có nhiều axit amin, đặc biệt là L-thinai. Đây là một loại axit amin có tác dụng thư giãn, giúp giảm căng thẳng mà không gây buồn ngủ. Nhờ vậy, khi thưởng thức một tách trà mát cha, các bạn sẽ cảm thấy tâm hồn thư thái, tinh thần sảng khoái nhưng vẫn đủ tỉnh táo để bắt đầu một ngày mới. Bên cạnh đó, matcha còn chứa nhiều kết chừng, một loại chất chống oxy hóa mạnh mẽ được tìm thấy trong thực vật. Kết chừng có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tế bào khỏi sự hư hại do các gốc tự do gây ra, từ đó giúp làm chậm quá trình lão hóa và phòng ngừa nhiều bệnh tật. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng trà matcha có thể giúp bảo vệ gan, tăng cường chức năng não bộ, và thậm chí là tăng cường sức khỏe tim mạch nữa. Không chỉ dừng lại ở đó, với những cô bác nào đang quan tâm đến việc duy trì vóc dáng, trà matcha còn có khả năng hỗ trợ giảm cân. Các hợp chất trong matcha giúp tăng cường quá trình đốt cháy calo và giảm mỡ thừa, là một lựa chọn tuyệt vời để duy trì sức khỏe và sự tươi trẻ cho các bạn. 2. Nước chanh ấm. Các bạn biết không, có một sự lựa chọn khác vừa tốt cho sức khỏe vừa mang lại cảm giác sảng khoái không kém đó chính là nước chanh ấm nếu các bạn đang gặp vấn đề về tiêu hóa muốn cải thiện làn da hay đơn giản là tăng cường sức khỏe cho thận thì nước chanh ấm vào buổi sáng cũng là một lựa chọn tuyệt vời việc chuẩn bị thức uống này vô cùng đơn giản chỉ cần một cốc nước ấm vắt thêm nửa quả chanh tươi là các bạn đã có ngay một thức uống bổ dưỡng để tăng thêm hương vị và lợi ích cho sức khỏe các bạn có thể thêm một lát gừng vài lá bạc hà một chút mật ong hoặc vài lát trái cây tươi gừng giúp làm ấm cơ thể, bạc hà tạo cảm giác sảng khoái, còn mật ong thì không chỉ ngọt ngào mà còn có tác dụng kháng viêm rất tốt. Thức uống này không chỉ giúp các bạn dễ dàng tiêu hóa, mà còn làm sáng da, thải độc và thậm chí là giúp giảm cân nếu sử dụng đều đặn. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần lưu ý một điểm nhỏ đó là, do nước chanh chứa nhiều axit, nếu uống thường xuyên có thể gây hại cho men răng. Vì thế để bảo vệ răng, các bạn nên dùng ống hút thủy tinh khi uống và đừng quên súc miệng với nước lọc sau đó. Việc này sẽ giúp giảm thiểu tác động của axit lên răng, đảm bảo rằng các bạn có thể tận hưởng lợi ích của nước chanh mà không lo lắng về răng miệng. 3. Giấm táo. Thay vì bắt đầu ngày mới với tách cà phê quen thuộc, các bạn hãy thử một lựa chọn vừa lạ vừa bổ dưỡng và đó chính là giấm táo. Giấm táo không chỉ là một nguyên liệu quen thuộc trong nhà bếp mà còn là một thức uống tuyệt vời cho sức khỏe người cao tuổi giúp kiềm hóa cơ thể và loại bỏ độc tố cũng giống như nước chanh ấm giấm táo có khả năng hỗ trợ tiêu hóa cải thiện lượng đường trong máu và đặc biệt là giúp cơ thể của bạn kiềm chế cơn đói điều này rất hữu ích cho những ai đang muốn kiểm soát cân nặng hoặc giữ gìn vóc dáng hơn nữa khi kết hợp giấm táo với mật ong các bạn sẽ có một loại nước uống không chỉ ngon miệng mà còn cực kỳ tốt cho gan và làn da mật ong chứa hàm lượng cao fructose và gluco giúp cải thiện chức năng gan thanh lọc cơ thể và làm mát gan, mang lại cho các bạn làn da sáng bóng, căng mượt. Để chuẩn bị, các bạn chỉ cần pha một thìa giấm táo vào một cốc nước ấm, sau đó thêm một thìa mật ong. Uống giấm táo vào mỗi buổi sáng không chỉ giúp các bạn khởi đầu ngày mới với năng lượng dồi dào mà còn hỗ trợ cơ thể trong việc giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và thải độc gan một cách tự nhiên. Và tất nhiên, các bạn cũng cần lưu ý một chút khi uống giấm táo. Do giấm táo có tính axit, nên tốt nhất là pha loãng với nước và tránh uống trực tiếp để bảo vệ men răng. Các bạn có thể uống qua ống hút hoặc xúc miệng sau khi uống để giảm thiểu tác động của axit nhé. 4. Kombucha Nghe qua cái tên của thức uống này có vẻ khá lạ lẫm với nhiều cô bác đúng không ạ? À? Kombucha là một loại trà lên men, không chỉ có hương vị độc đáo mà còn mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho hệ tiêu hóa. Đặc điểm nổi bật của kombucha là chứa vi khuẩn sống, sẽ giúp củng cố niêm mạc ruột và hỗ trợ tiêu hóa của chúng ta hiệu quả hơn. Điều này đặc biệt hữu ích cho cô bác nào đang gặp vấn đề về tiêu hóa, khó tiêu hay cảm giác nặng bụng sau khi ăn. Thêm vào đó, kombucha không cần phải thêm bất kỳ loại sữa, đường hay chất phụ da nào, nên các bạn có thể yên tâm thưởng thức mà không lo ngại về lượng calo thừa. Đặc tính lên men của kombucha còn giúp đốt cháy calo nhờ vào hàm lượng cao axit acetic và các polyphenol. Một nghiên cứu từ năm 2008 thậm chí còn cho thấy, những người béo phi uống kombucha có chiết xuất từ trà xanh sẽ đốt cháy nhiều calo hơn, hỗ trợ tốt cho quá trình kiểm soát cân nặng. Để tối ưu hiệu quả, các bạn nên uống kombucha riêng và không kèm với thức ăn. Thức uống này không chỉ là sự thay thế lý tưởng cho cà phê mà còn giúp các bạn cảm thấy nhẹ nhàng, dễ chịu hơn trong cả ngày dài đó ạ. À. Nghe xong, các bạn có muốn thử ngay một ly kombucha mát lạnh không? Đây không chỉ là cách tuyệt vời để chăm sóc sức khỏe mà còn là bí quyết giữ dáng, hỗ trợ tiêu hóa mà chúng ta nên trải nghiệm ít nhất một lần đó. 5. Sinh tố. Đây là thức uống đã quá quen thuộc đúng không? Các bạn có biết một ly sinh tố vào buổi sáng không chỉ giúp khởi động quá trình trao đổi chất mà còn có thể thay thế cho một bữa ăn chính đầy đủ chất dinh dưỡng không ạ? À? Sinh tố là sự kết hợp hoàn hảo giữa rau xanh và trái cây, do đó mang lại vô số lợi ích cho sức khỏe. Trong mỗi ly sinh tố các bạn sẽ nhận được một lượng lớn vitamin, khoáng chất, các carbohydrate lành mạnh và chất xơ. Đặc biệt, rau xanh trong sinh tố chứa nhiều chất chống oxy hóa và carotenoid, không chỉ giúp tăng cường sức khỏe mà còn bảo vệ não bộ, giúp trí nhớ và khả năng tập trung của các bạn luôn ở trạng thái tốt nhất. Ngoài ra, các loại rau lá xanh và trái cây trong sinh tố còn chứa axit folic một chất chống trầm cảm tự nhiên. Axit folic giúp chống suy giảm trí nhớ và tăng cường hàm lượng serotonin giúp cải thiện tâm trạng và mang lại cảm giác vui vẻ, phấn chấn hơn. Đối với các bạn nào muốn duy trì sức khỏe tinh thần và thể chất, sinh tố thực sự là một lựa chọn tuyệt vời. Vào mỗi buổi sáng, một ly sinh tố không chỉ giúp các bạn nạp năng lượng mà còn cung cấp đầy đủ nước và các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Đây là cách đơn giản và hiệu quả để bắt đầu ngày mới với tinh thần sảng khoái và cơ thể tràn đầy sức sống. 6. Trà hoa artiso đỏ, hibiscus, và cuối cùng trong danh sách hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá một loại trà tuyệt vời không chỉ thơm ngon mà còn rất tốt cho sức khỏe, đó là trà hoa atisô đỏ hay còn gọi là trà hibiscus. Đây là một lựa chọn lý tưởng nếu các bạn đang tìm kiếm một thức uống thay thế cà phê nhưng vẫn muốn tận hưởng những lợi ích sức khỏe tuyệt vời. Trà atisô đỏ có hương vị chua ngọt rất dễ uống và không chứa caffeine, phù hợp cho cả các bạn nhạy cảm với chất kích thích. Với lượng polyphenol dồi dào, Trà hibiscus cung cấp nhiều chất chống oxy hóa như axit hữu cơ và anthocyanins, giúp điều hòa đường huyết và giảm huyết áp. Đây là thông tin cực kỳ quan trọng, nhất là với những ai đang phải đối mặt với tình trạng huyết áp cao hoặc tiểu đường. Điều đặc biệt là trà atiso đỏ cũng rất giàu beta-carotene, vitamin C và anthocyanins các chất chống oxy hóa mạnh mẽ có tác dụng cải thiện sức khỏe trên nhiều khía cạnh. Mặc dù trà này không thể thay thế thuốc điều trị cho những người đã mắc bệnh tăng huyết áp, nhưng nó có thể hỗ trợ điều hòa huyết áp và tăng cường sức khỏe tim mạch khi được sử dụng đều đặn. Một nghiên cứu vào năm 2011 cho thấy, việc uống trà atiso đỏ hai lần mỗi ngày trong 15 ngày có thể giúp tăng mức cholesterol tốt, điều này rất có lợi cho sức khỏe tim mạch. Vì vậy, nếu các bạn đang tìm kiếm một cách ngon lành và lành mạnh để thay thế cà phê, trà hoa atiso đỏ chính là lựa chọn tuyệt vời hãy thêm trà hibiscus vào chế độ uống của mình và cảm nhận sự khác biệt trong sức khỏe nhé. Về già, xuất hiện ba dấu hiệu này sau khi uống nước chứng tỏ tuần hoàn máu có vấn đề. Các bạn thân mến, nước đóng vai trò là nguồn sống của mọi sinh vật trên hành tinh và giữ vị trí đặc biệt quan trọng đối với sức khỏe con người. Một khi cơ thể chúng ta thiếu hụt quá 20% lượng nước thì theo đó sức khỏe cũng chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Việc bổ sung nước đúng cách không chỉ giúp giảm lượng lipid trong máu, tăng cường lưu thông máu mà còn hỗ trợ quá trình trao đổi chất và giúp duy trì cân nặng lý tưởng. Tuy nhiên, bạn biết không ngoài những lợi ích sức khỏe rõ ràng trên thì nước còn có thể là tấm gương phản chiếu tình trạng sức khỏe của chúng ta khi về già đấy ạ. À? Bằng cách quan sát những biểu hiện khác thường sau khi uống nước, bạn có thể nhận biết sớm những vấn đề tiềm ẩn bên trong cơ thể. Đặc biệt là có 3 dấu hiệu bất thường mà chúng ta cần phải hết sức cảnh giác sau đây. Nếu như gặp phải những dấu hiệu này, bạn hãy sắp xếp một buổi đến bác sĩ ngay để được kiểm tra và thăm khám kịp thời các bạn nhé. Cụ Hoa ở Hà Giang năm nay đã 68 tuổi, cụ luôn tự hào về việc mình không mắc bệnh tật nào nghiêm trọng và vẫn có thể tự chăm sóc sức khỏe bản thân mà không cần sự giúp đỡ từ con cháu. Mỗi sáng, cụ đều duy trì đều đặn thói quen uống một cốc nước lớn sau khi thức dậy, sau đó đi dạo quanh nhà và làm những việc lặt vặt trong vườn. Một buổi sáng, như thường lệ cụ hoa xuống bếp uống xong cốc nước và đi vệ sinh ngay sau đó khi nhìn xuống bồn cầu cụ bàng hoàng khi thấy nước tiểu của mình có màu đỏ lẫn máu cụ đã rất sốc và lo lắng nhưng sau khi suy nghĩ lại cụ cho rằng có thể do cơ thể mình bị nóng trong hoặc do ăn uống không điều độ trong mấy ngày qua vì thế cụ tự nhủ rằng mình không cần phải quá lo lắng và quyết định theo dõi thêm cụ hoa tiếp tục sinh hoạt như bình thường nhưng trong lòng vẫn không thể hết lo lắng về hiện tượng kỳ lạ đó cụ tự khuyên mình nên ăn uống thanh đạm hơn và uống nhiều nước hơn để giải nhiệt cho cơ thể tuy nhiên nước tiểu của cụ vẫn có màu đỏ dù không phải lúc nào cũng rõ ràng hai tuần sau cụ hoa đến bệnh viện để khám sức khỏe định kỳ như đã hẹn trước cụ tự tin bước vào phòng khám vẫn nghĩ rằng mình chỉ cần kiểm tra sức khỏe tổng quát và nhận một vài lời khuyên nhỏ về chế độ ăn uống nhưng kết quả khám bệnh đã khiến cụ sụp đổ hoàn toàn bác sĩ thông báo rằng cụ có một khối u ở đường tiết niệu và đó chính là nguyên nhân gây ra hiện tượng tiểu máu cụ hoa cảm thấy đất trời như sụp đổ trước mặt mình cụ không thể tin được rằng cơ thể khỏe mạnh của mình lại có thể mắc phải căn bệnh nghiêm trọng như vậy cụ ngồi lặng đi không nói nên lời chỉ biết nắm chặt tay bác sĩ và nước mắt trào ra một xuất hiện tiểu máu các bạn thân mến việc chúng ta theo dõi những dấu hiệu bất thường sau khi uống nước có thể giúp bạn nhận biết tình trạng sức khỏe của mình và một trong những dấu hiệu quan trọng mà người cao tuổi chúng ta cần chú ý đó là sự xuất hiện của chứng tiểu máu nếu sau khi uống nước và đi vệ sinh bạn nhận thấy nước tiểu của mình có màu đỏ như máu thì điều đầu tiên cần làm là xem xét liệu rằng tình trạng này có liên quan đến thực phẩm hoặc thuốc mà bạn đã dùng trước đó hay không ví dụ việc ăn thanh long đỏ củ cải đường hay dùng các loại thuốc bổ sung sắc cũng có thể làm cho nước tiểu chuyển sang màu đỏ tuy nhiên nếu sau khi bạn đã ngừng sử dụng những loại thực phẩm và thuốc này mà nước tiểu vẫn có màu đỏ thì đó là lúc chúng ta cần đi khám bác sĩ càng sớm càng tốt việc xuất hiện máu trong nước tiểu có thể là dấu hiệu cảnh báo của nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng bao gồm cả khối u hệ tiết niệu hay thậm chí là ung thư bàng quang do đó bạn tuyệt đối đừng xem thường nhé hai tần suất đi tiểu bất thường Đối với một người cao tuổi ngoài 60 khỏe mạnh thì tần suất đi tiểu trung bình là khoảng 8 lần mỗi ngày với lượng nước tiểu mỗi lần khoảng 1.500ml. Vì thế nếu như bạn không uống quá nhiều nước nhưng lại thấy tần suất đi tiểu của mình trong ngày bỗng dưng tăng lên đáng kể, hoặc lượng nước tiểu thải ra nhiều hơn bình thường thì đây có thể là dấu hiệu của các bệnh lý như viêm thận mãn tính hoặc tiểu đường. Những căn bệnh này cần được phát hiện và điều trị kịp thời để tránh các biến chứng nghiêm trọng hơn. Ngược lại, nếu sau khi bạn đã bổ sung một lượng lớn nước mà lượng nước tiểu thải ra ít hơn 400 ml hoặc thậm chí không có nước tiểu thì đây có thể là dấu hiệu của suy tim hoặc hoại tử ống thận. Tình trạng này rất nguy hiểm, chúng ta cần đặc biệt lưu ý nếu như chẳng may gặp phải thì hãy đi khám bác sĩ ngay để được chẩn đoán và điều trị kịp thời các bạn nhé. Cùng với đó, nếu như sau khi đi tiểu mà bạn thấy bọt nước tiểu không tan ngay và có màu đục thì đây có thể là dấu hiệu của protein niệu bệnh lý và nhiều bệnh về thận khác bạn biết không protein niệu là tình trạng khi có lượng protein bất thường trong nước tiểu và thường liên quan đến các vấn đề nghiêm trọng về thận điều này có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời vì thế để bảo vệ sức khỏe của mình bạn nên chú ý theo dõi tần suất và đặc điểm nước tiểu hàng ngày và nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào thì chúng ta nên đi khám ngay nhé ba phù nề cơ thể sức khỏe và tuổi thọ chính là món quà quý giá Đặc biệt là đối với những ai đã bước qua ngưỡng 60, một trong những dấu hiệu chúng ta cần lưu ý tiếp theo chính là hiện tượng phù nề cơ thể ngay sau khi uống nước. Đây có thể là tín hiệu cảnh báo về những bất thường trong cơ thể mà bạn không nên bỏ qua. Nếu như trong tình trạng bình thường, lượng nước chúng ta tiêu thụ sẽ được đào thải ra khỏi cơ thể thông qua quá trình chuyển hóa của thận. Tuy nhiên, khi chức năng của hệ thống tuần hoàn máu gặp vấn đề như trong trường hợp suy thận hay suy tim thì lượng nước dư thừa lúc này không thể được thải ra ngoài một cách trơn tru. Điều này dẫn đến tình trạng phù nề, tức là cơ thể bị sưng lên do tích tụ nước. Hiện tượng phù nề có thể xuất hiện ở các bộ phận khác nhau như chân, tay, mặt và bụng, khiến bạn liên tục cảm thấy nặng nề và khó chịu. Đối với những người cao tuổi chúng ta, hiện tượng phù nề không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày mà còn có thể là dấu hiệu của các bệnh lý nghiêm trọng suy thận là một trong những nguyên nhân phổ biến gây ra phù nề khi thận không còn khả năng lọc và loại bỏ chất thải hiệu quả nước và chất lỏng sẽ tích tụ trong cơ thể gây ra sưng phù tình trạng này cần được phát hiện và điều trị sớm để tránh các biến chứng nguy hiểm các bạn nhé bên cạnh đó suy tim cũng là một nguyên nhân gây ra phù nề khi tim của bạn không còn bơm máu hiệu quả thì máu sẽ bị ứ động lại từ đó dẫn đến sự tích tụ nước trong cơ thể. Phù nề do suy tim thường xuất hiện ở các chi dưới, đặc biệt là sau một ngày dài liên tục đứng hoặc ngồi. Các bạn thân mến, khi bước vào tuổi xế chiều, việc duy trì sức khỏe là điều vô cùng quan trọng và điều đó bắt đầu từ những thói quen đơn giản hàng ngày. Hôm nay, chúng ta đã cùng nhau khám phá 6 loại nước thay thế cà phê không chỉ giúp tỉnh táo mà còn bảo vệ gan và thận. Tất cả những thức uống này không chỉ giúp bạn duy trì sự tỉnh táo mà còn bảo vệ sức khỏe một cách toàn diện. Hãy thử nghiệm và lựa chọn cho mình những loại nước phù hợp, thay thế cà phê hàng ngày, để bạn có thể tận hưởng một cuộc sống khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và niềm vui trong những năm tháng vàng son của cuộc đời. Các bạn nhé! Tối già ập đến, mang theo nhiều nỗi lo lắng về sức khỏe và sự suy giảm cho cơ thể, khiến mỗi chúng ta phải đối mặt với những thay đổi không mong muốn. Đằng sau những nếp nhăn và mái tóc dần bạc đi thì những dấu hiệu âm thầm xuất hiện trên cơ thể có thể tiết lộ nhiều hơn về tình trạng sức khỏe của bạn. Và bạn biết không, các nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng tuổi thọ và tình trạng sức khỏe của chúng ta có thể được dự đoán thông qua việc thường xuyên quan sát một số bộ phận trên cơ thể. Khi càng về cao tuổi, Việc theo dõi cơ thể thường xuyên và nhận biết những dấu hiệu bất thường sẽ trở nên vô cùng quan trọng. Đặc biệt là nếu như một ngày nọ, bạn nhận thấy những bộ phận dưới đây của mình phình to một cách bất thường thì đó tuyệt nhiên có thể là lời cảnh báo cho những vấn đề sức khỏe tiềm ẩn mà bạn cần chú ý ngay lập tức. Sự thay đổi này không chỉ gây ra nhiều cảm giác khó chịu và còn có những tín hiệu cấp bách để bạn sắp xếp một bữa thăm khám và can thiệp kịp thời từ các chuyên gia y tế. Nếu như có thể nhận biết sớm những dấu hiệu này, không chỉ giúp bạn bảo vệ bản thân mà còn mang lại cơ hội sống lâu, sống khỏe hơn trong những năm tháng tuổi già. Hãy cùng bắt đầu nào! Một Vòng eo phần to Khi càng cao tuổi, có nhiều người trong chúng ta vẫn hay có quan niệm cho rằng việc sở hữu vòng bụng to là dấu hiệu tốt trong phong thủy và mang lại nhiều phú quý, Thế nhưng trên thực tế, khi vòng bụng to ra là chính là tín hiệu cho thấy sức khỏe tuổi thọ của chúng ta đang bị đe dọa. Bạn biết không, có một nghiên cứu trên hơn 3.000 phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh ở Ấn Độ cho thấy, phụ nữ có vòng eo và phòng hông bằng nhau sẽ có nguy cơ ung thư vú tăng từ 3 đến 4 lần. Thêm vào đó, vòng bụng to còn ảnh hưởng đến trí thông minh và độ sáng suốt, không những thế còn ảnh hưởng tăng nguy cơ sa sút trí tuệ khi về già. Bạn nghĩ rằng mình không béo phì nên không lo lắng về vòng bụng đúng không nào? Thế nhưng chúng ta phải thật cẩn trọng nhé. Vì tình trạng béo bụng đã được chứng minh là sẽ làm tăng gấp đôi khả năng tử vong sớm ngay cả khi chỉ số BMI của bạn không vượt quá 30. Không chỉ dừng lại ở đó, mỡ bụng còn tăng áp lực lên xương khớp, khiến cho bạn dễ bị mắc các căn bệnh về xương ở người cao tuổi. Bạn biết không, mỡ bụng cao sẽ thường đi kèm với cholesterol cao, và lượng cholesterol dư thừa này sẽ làm sơ hóa mạch máu và từ đó cản trở quá trình tuần hoàn bên trong cơ thể, dẫn đến nguy cơ cao mắc phải bệnh, đau tim và đột quỵ vô cùng nguy hiểm. Đặc biệt, căn bệnh gan nhiễm mỡ do béo bụng lâu ngày còn có thể dẫn đến ung thư gan và sơ gan nữa đấy các bạn. Nghiên cứu từ các nhà khoa học Mỹ đã chỉ ra rằng, người cao tuổi nếu có vòng eo trên 89 cm thì sẽ có nguy cơ tử vong cao hơn 79% so với những người có số đo eo dưới 71 cm, thật bất ngờ đúng không nào? Những người có vòng eo lớn khi càng về cao tuổi sẽ phải đối mặt với nguy cơ tử vong sớm do bệnh tim, hô hấp, ung thư, gan nhiễm mỡ và rối loạn chuyển hóa cao hơn so với người có vòng eo nhỏ mở bụng còn liên quan đến bệnh tiểu đường và rối loạn nội tiết dẫn đến tình trạng mất ngủ, ngủ không sâu, hay cấu gắt và nghiêm trọng hơn là làm tăng nguy cơ ung thư khi về già. Và chúng ta cần chú ý rằng điều này không chỉ xảy ra với phụ nữ và nam giới cũng không ngoại lệ. Bạn hãy chú ý đến vòng bụng của mình và duy trì một lối sống lành mạnh để bảo vệ sức khỏe và kéo dài tuổi thọ của mình. Bạn đã sẵn sàng để thay đổi hay chưa? Hai cổ phình to bạn đã bao giờ chú ý đến kích thước của cổ mình hay không đây dường như là một bộ phận là chúng ta rất thường hay lãng quên và không chú ý đến thế nhưng nếu như một ngày bạn nhận thấy rằng cổ của bạn đang phình to bất thường thì chúng ta hãy chậm lại một chút và đó có thể là dấu hiệu của một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng đang diễn ra thông thường cổ chúng ta có kích thước cân đối so với cơ thể tuy nhiên khi cổ sưng to hoặc khi sờ vào có sự xuất hiện bú cổ thì đây có thể là dấu hiệu của các bệnh lý về tuyến giáp rất phổ biến hiện nay mà chủ yếu phát bệnh trễ khi đã ngoài 60. Bên cạnh khả năng đó thì khi cổ phần to còn có thể do thừa cân béo phì khi mà chất béo tích tụ nhiều ở vùng cổ. Và nếu như bạn thuộc nhóm người này thì sẽ càng có nguy cơ cao mắc các bệnh về tim mạch, mạch máu não và rối loạn chuyển hóa. Đặc biệt cổ to bất thường còn có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh nguy hiểm như ung thư, các bệnh về tuyến giáp hoặc hạch bạch huyết ở người cao tuổi. Theo một nghiên cứu của Framingham Heart Study cho biết rằng nếu bạn cảm thấy cổ áo của mình ngày càng chật thì đó có thể là dấu hiệu cảnh báo về các vấn đề tim mạch trong tương lai. Cụ thể là nếu chu vi vòng cổ của đàn ông lớn hơn 40 cm và phụ nữ lớn hơn 33 cm thì nguy cơ mắc bệnh tim mạch sẽ càng cao hơn. Nghiên cứu này cũng đã chỉ ra rằng vùng cổ có mối liên hệ mật thiết với các vấn đề tim mạch như mỡ máu và bệnh tiểu đường. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, những dấu hiệu này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và tuổi thọ của bạn. Vì vậy, hãy chú ý quan sát và theo dõi kích thước cổ của mình. Nếu bạn nhận thấy bất kỳ sự thay đổi bất thường nào, đừng ngần ngại thăm khám bác sĩ để nhận được sự can thiệp y tế kịp thời. Bà tuyến tiền liệt phình to. Tuyến tiền liệt vốn là một cơ quan quan trọng đối với nam giới. Tuy khác với các bộ phận khác trong cơ thể, tuyến tiền liệt nằm bên trong và có có thể chúng ta chú ý đến, nhưng bạn không nên vì thế mà lơ là theo dõi nó. Bạn biết không, trong điều kiện bình thường, tuyến tiền liệt sẽ có kích thước chiều ngang khoảng 25 đến 3 cm dọc khoảng 3 đến 3,5 cm và trước sau khoảng 2,5 đến 3 cm. Vì thế, nếu khi cơ quan này phát triển phình to thì đó chính là dấu hiệu cơ thể của bạn không khỏe mạnh và có thể liên quan đến các bệnh về tuyến tiền liệt. Khi tuyến tiền liệt phình to, bạn sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tiểu tiện hoặc gặp phải tình trạng tiểu nhiều lần trong ngày. Nếu như tình trạng này ngày một kéo dài sẽ làm suy giảm các chức năng của các cơ quan thận đấy ạ. À. Vậy thì chúng ta nên làm gì để bảo vệ tuyến tiền liệt và duy trì được sức khỏe của thận tốt khi về già? Điều đầu tiên và đơn giản nhất chính là tăng cường tập thể dục, hãy cố gắng dành ít nhất nửa giờ mỗi ngày để tập luyện. Thói quen này sẽ giúp chúng ta giảm bớt mỡ thừa và qua đó cải thiện tình trạng sức khỏe tổng thể bạn sẽ thấy ngay sự khác biệt bên trong cơ thể của mình. Hơn nữa, việc rèn luyện thể lực không chỉ giúp bạn khỏe mạnh hơn mà còn cải thiện tinh thần, giúp bạn cảm thấy sảng khoái và điều chỉnh khí huyết tốt hơn. Hãy bắt đầu tập thể dục ngay từ hôm nay, chăm sóc sức khỏe của bạn từ bên trong sẽ giúp bạn sống một cuộc sống trọn vẹn hơn. Ngoài 60 tuổi, nếu xuất hiện hai dấu hiệu thu nhỏ dưới đây, chứng tỏ sức khỏe của bạn đang dần suy yếu. Tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá những dấu hiệu thu nhỏ trên cơ thể, chứng tỏ sức khỏe của bạn đang dần suy yếu. Bạn có thể tự hỏi là những dấu hiệu gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Một Dung tích phổi nhỏ lại Bạn đã từng nghe qua về dung tích sống chưa? Đây là thuật ngữ dùng để đánh giá lượng không khí tối đa mà một người có thể thở xa trong điều kiện bình thường sau khi đã gắng sức hít vào. Điều này không chỉ phản ánh tình trạng sức khỏe của bạn, trên thực tế còn cho thấy độ tuổi thật và tốc độ lão hóa của cơ thể. Thường thì sau 65 tuổi, dung tích phổi của chúng ta đã bắt đầu giảm dần. Nhưng nếu bạn chưa đến độ tuổi này mà dung tích phổi đã giảm khiến cho việc hít thở trở nên khó khăn hơn, thì điều đó có nghĩa là cơ thể của bạn đang lão hóa với tốc độ nhanh hơn bình thường và chúng ta cũng có thể tự kiểm tra dung tích phổi của mình để hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe hiện tại. Nếu như bạn có dung tích phổi lớn hơn thường, thì lúc đó sẽ có khả năng hít được nhiều hơn oxy, từ đó giúp duy trì hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong cơ thể của bạn. Vậy thì ngược lại, nếu dung tích phổi của bạn nhỏ hơn bình thường, bạn có thể dễ dàng gặp phải tình trạng thiếu máu cục bộ, thiếu oxy cho các cơ quan nội tạng. Để dễ dàng nhận biết được tình trạng này thì chúng ta có thể quan sát xem liệu bạn có thường xuyên cảm thấy bị hụt hơi, tức ngực vào ban đêm, giảm sức bền, thở dốc sau khi vận động mạnh, hoặc bạn mất rất nhiều thời gian để có thể điều chỉnh nhịp thở sau khi tập thể dục không. Nếu có thì đó là dấu hiệu cho thấy dung tích phổi của bạn đang bị lão hóa nhanh hơn bình thường. Trong trường hợp này thì chúng ta nên đi khám và thay đổi những thói quen xấu để kéo dài tuổi thọ và cải thiện sức khỏe của mình kịp thời nhé. 2. Âm thanh nghe được ngày một nhỏ Các bạn thân mến, khả năng nghe giảm dần chính là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy tuổi tác đang tiến gần hơn với chúng ta. Vì khi bạn càng cao tuổi, ống tai sẽ trở nên hẹp hơn và màng nhĩ dày lên, ảnh hưởng trực tiếp đến thính giác. Nếu bạn cảm thấy tính lực không còn tốt như trước đây, thì chúng ta có thể hiểu rằng khả năng cao là thính giác của bạn đã bắt đầu bước vào giai đoạn suy thái. Thính giác suy giảm không chỉ là một vấn đề về tuổi tác, mà còn là một tín hiệu cảnh báo rằng bạn cần phải quan tâm hơn đến sức khỏe của mình. Trong một khắc nào đó, bạn đã tự bao giờ hỏi rằng tại sao việc nghe thấy tiếng nói của người thân, tiếng chim hót hay tiếng nhạc yêu thích lại trở nên khó khăn hơn chưa? Vì đó chính là những dấu hiệu đầu tiên của việc thính lực bạn đang dần suy giảm. Bạn biết không, một khi tính lực suy giảm có thể gây ra rất nhiều khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Bạn có thể gặp khó khăn trong giao tiếp, không nghe rõ cuộc trò chuyện hay cảm thấy lạc lõng trong những buổi gặp gỡ bạn bè, gia đình. Những khoảnh khắc quý giá này sẽ trở nên kém vui vẻ và thậm chí có thể dẫn đến cảm giác cô đơn nhiều hơn khi bạn càng cao tuổi. Vậy thì chúng ta nên làm gì để cải thiện tình trạng này? Điều đầu tiên và quan trọng nhất là hãy đi khám thính lực định kỳ. Bạn đừng ngần ngại chia sẻ vấn đề của mình với bác sĩ để nhận được lời khuyên và giải pháp phù hợp. Việc sử dụng các thiết bị hỗ trợ thính giác cũng là một phương pháp hiệu quả giúp bạn nghe rõ hơn và cải thiện chất lượng cuộc sống. Ngoài ra, hãy chú ý đến việc bảo vệ thính giác của mình, tránh tiếp xúc với tiếng ồn quá lớn, sử dụng tai nghe một cách hợp lý và đảm bảo tai bạn luôn được giữ sạch sẽ. Bạn có biết rằng một lối sống lành mạnh cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì tính lực tốt? Chế độ ăn uống cân bằng, tập thể dục đều đặn và tránh những thói quen xấu như hút thuốc, uống rượu cũng có thể giúp bạn bảo vệ thính giác của mình. Đừng để những dấu hiệu suy giảm thính lực làm giảm đi chất lượng cuộc sống của bạn. Hãy bắt đầu chăm sóc thính giác của bạn ngay từ hôm nay và tận hưởng trọn vẹn những âm thanh tuyệt vời của cuộc sống trong khoảng thời gian về già. Sau 60 tuổi nên làm việc này mỗi ngày để kéo dài tuổi thọ, khỏe mạnh tới già, không lo bệnh tật. Bạn đã bao giờ thắc mắc làm thế nào để chúng ta có thể duy trì sức khỏe và kéo dài tuổi thọ sau khi bước qua tuổi 60? Bác sĩ giải phẫu thần kinh Sanjay Gupta từ Mỹ đã dành nhiều năm nghiên cứu về quá trình chống lão hóa và bên cạnh đó cũng đã sản xuất nhiều phim tài liệu về những người sống thọ nhất thế giới. Theo ông có rất nhiều thói quen đơn giản mà chúng ta có thể áp dụng để sống khỏe mạnh và có thể sống đến 100 tuổi. Chẳng hạn như ăn ngũ cốc nguyên hạt, giảm thiểu muối và đường trong chế độ ăn uống, thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ. Những điều gì thực sự quan trọng nhất để chúng ta có thể bắt đầu ngay từ bây giờ? Có một tin vui mà bác sĩ đã đặc biệt nhấn mạnh rằng có hai thói quen quan trọng mà những người cao tuổi đã ngoài 60 như chúng ta nên thực hiện ngay lập tức. Bạn có tò mò biết tại sao không? Hãy cùng tìm hiểu xem những thói quen này là gì và tại sao chúng lại có tác động tích cực đến sức khỏe của chúng ta trong thời gian dài nhé. Chăm sóc sức khỏe xương khớp. Các bạn thân mến, bác sĩ đã nhấn mạnh rằng khi còn trẻ, bạn có thể không phải lo lắng nhiều về xương khớp, nhưng sau 60 tuổi, nguy cơ mắc bệnh loãng xương tăng lên đáng kể. Sức khỏe xương ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ của bạn. Khi tuổi càng cao, khối lượng và mật độ xương càng giảm, làm tăng nguy cơ loãng xương và gãy xương. Các nghiên cứu cho thấy những người có xương khỏe mạnh thường sống lâu hơn với những người có xương yếu. Bạn có muốn biết cách để duy trì xương khớp khỏe mạnh và kéo dài tuổi thọ hay không? Bác sĩ cướp ta khuyến nghị nên bắt đầu chăm sóc sức khỏe xương khớp bằng cách đảm bảo chế độ ăn uống giàu vitamin D và canxi. Bạn có thể bổ sung canxi và vitamin D từ các thực phẩm như cá, trứng, sữa chua, sữa, nước cam, đậu phụ và hạnh nhân. Canxi đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và duy trì xương, răng, đồng thời đảm bảo hiệu quả hoạt động của tim, dây thần kinh và cơ bắp. Vitamin D giúp cơ thể hấp thụ canxi tốt hơn, giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạng tính và bệnh liên quan đến thần kinh. Phụ nữ sau 50 tuổi cần khoảng 1.200mg canxi mỗi ngày trong khi nam giới cần khoảng 1.000mg. Tuy nhiên, bạn nên hạn chế tiêu thụ thực phẩm mặn, protein từ thịt đỏ và caffeine vì chúng có thể làm giảm khả năng hấp thụ canxi của cơ thể. Ngoài chế độ ăn uống, vì tập thể dục cũng rất quan trọng. Các bài tập phù hợp với thể lực cũng giúp tăng cường sức khỏe của xương khớp, cải thiện phản xạ và giữ thăng bằng, giúp bạn tránh những nguy cơ té ngã bạn đã bao giờ nghĩ đến việc tham gia các hoạt động thể chất nhẹ nhàng như yoga, đi bộ hay bơi lội để duy trì sức khỏe xương khớp chưa? Hãy bắt đầu chăm sóc sức khỏe xương khớp của bạn ngay hôm nay để tận hưởng một cuộc sống khỏe mạnh và kéo dài tuổi thọ. Duy trì nhiều mối quan hệ xã hội tích cực Bạn có biết rằng duy trì nhiều mối quan hệ xã hội tích cực là một trong những yếu tố quan trọng giúp người cao tuổi sống lâu và khỏe mạnh hơn? Nghiên cứu kéo dài 85 năm của Đại học Harvard đã chứng minh điều này. Tiến sĩ Sober Quininger, tác giả nghiên cứu khẳng định rằng sự kết nối chặt chẽ giữa con người không chỉ làm tăng cảm giác hạnh phúc mà còn giúp hạn chế căng thẳng và cơn đau nhức do tuổi tác. Điều này đồng thời làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, trầm cảm và tăng cường hệ thống miễn dịch. Hãy thử nghĩ về những mối quan hệ bạn đang có. Bạn có thường xuyên kết nối với gia đình và bạn bè hay không? nghiên cứu từ Đại học Ganko vào tháng 11 năm 2023 cho thấy, việc thường xuyên ở bên người thân và bạn bè có thể giúp bạn sống lâu hơn. Sự hiện diện của những người quan tâm đến chúng ta làm cho cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn và tạo ra môi trường hỗ trợ giúp chúng ta vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Tiến sĩ Sovija Milan, phó giáo sư y khoa và di truyền học tại Viện Nghiên cứu Lão hóa tại Đại học Y khoa Albert Einstein, cũng nhấn mạnh rằng rất nhiều người sống trên 100 tuổi thường nói về tầm quan trọng của các mối quan hệ gia đình, cộng đồng và bạn bè với tuổi thọ của họ. Điều này chứng tỏ rằng những mối quan hệ tốt đẹp không chỉ mang lại niềm vui mà còn là chìa khóa để sống lâu và khỏe mạnh. Bác sĩ Sanjay Kuta cho rằng việc kết bạn ở độ tuổi trung niên không dễ dàng như khi còn trẻ. Tuy nhiên, đừng để điều đó ngăn cản bạn Hãy tìm kiếm các câu lạc bộ theo sở thích hoặc tham gia các hoạt động cộng đồng để tạo ra những kết nối mới và duy trì các mối quan hệ cũ. Đôi khi, chỉ cần một người bạn thân thiết là đủ, nhưng việc tương tác với nhiều người hàng ngày sẽ có ích cho cả về thể chất và tinh thần, giúp bạn sống lâu hơn. Vì vậy, nếu bạn đã trên tuổi 60, chúng ta hãy chủ động tìm kiếm và duy trì những mối quan hệ tích cực. Điều này không chỉ giúp bạn cảm thấy hạnh phúc hơn mà còn cải thiện sức khỏe tổng thể giúp bạn sống lâu và trọn vẹn hơn đừng ngần ngại bắt đầu từ những bước nhỏ như gọi điện cho một người bạn cũ tham gia một lớp học mới hay đơn giản là trò chuyện với hàng xóm những kết nối này sẽ trở thành nguồn động viên to lớn giúp bạn sống vui khỏe và thọ lâu những thay đổi bất thường trên cơ thể như sự phình to của một số vùng không chỉ đơn thuần là dấu hiệu của sự lão hóa mà còn có thể là những cảnh báo sớm cho chúng ta về các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng vì vậy thay vì chỉ lo lắng hay coi thường những thay đổi này là cơ hội để chúng ta quan tâm hơn đến sức khỏe của mình việc thăm khám định kỳ và theo dõi những biểu hiện bất thường là cách tốt nhất để đảm bảo rằng chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ dấu hiệu quan trọng nào sự can thiệp kịp thời có thể ngăn chặn nhiều bệnh tật và giúp chúng ta duy trì chất lượng cuộc sống tốt hơn Đừng chờ đợi đến khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, hãy chủ động bảo vệ sức khỏe của mình bằng cách lắng nghe cơ thể và tìm kiếm sự giúp đỡ y tế khi cần thiết bạn nhé. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa, đừng quên nhấn nút thích và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.